Trong những cái phiên giao dịch vừa qua và cả cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì có rất nhiều anh chị nhà tư khách hàng nhắn tin hỏi em là em ơi sao thị trường nó khó quá vậy em? Thị trường nó bùng nổ theo đà mà sao nó chua quá em ơi? À, đạt ơi sao thị trường nó rung lắc mạnh vậy em? À, tuy nhiên có một cái hay và một có một cái đặc biệt thì nhiều anh chị nói là đạt ơi sao thị trường nó rung lắc mạnh mà có nhiều những cái mặt cổ phiếu mình nó vẫn lên vậy em? thì đó là một cái hay trong giờ hiện tại và có nhiều anh chị nhà đầu tư nào anh chị gặp một cái trường hợp như vậy hay là chưa ở trong giai đoạn này á, thì khi mà anh chị nhìn thị trường là thị trường nó đảo như răng lạc nó cứ 10 15 phút là nó tăng và cứ 10 15 phút là nó giảm trong phiên thì anh chị hưng phấn rồi anh chị sợ hãi rồi hưng phấn rồi sợ hãi liên tục À, nhưng mà quay qua quay lại á, rất nhiều những cái mã cổ phiếu nó vẫn đi lên nhưng mà cũng có rất nhiều anh chị nhà đầu tư cầm cái mã cổ phiếu nó cứ lù lù đi xuống thì đó là hai trạng thái của rất nhiều những cái mã cổ phiếu trong dòng này một cái tiếp nhà đầu tư rất nhiều những cái mã cổ phiếu tiếp tục nó giảm và có rất nhiều nhà đầu tư nắm những cái mã cổ phiếu nó có thể chấp được thị trường vậy cái bản chất thị trường giai đoạn này là như thế nào bởi vì có nhiều anh chị nhà đầu tư chưa trải qua và với những anh chị nhà đầu tư đang trong một cái tình thế là bị kẹp và đang trong một cái tình thế là không biết giải vay và không biết giải thoát với thị trường này như thế nào thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ tặng cho anh chị 5 cổ phiếu Nó có thể có những cái cây tăng trần trong tuần sau để giúp anh chị có một cái góc nhìn tốt hơn để giải tỏa cho mình về cái mặt tâm lý Ok anh chị ha Ok thì chào mừng tất cả quý anh chị đầu tư đã quay trở lại với kênh của Nguyên Đạt Official à, Thì em là Nguyên Đạt à, Rất vui được gặp lại quý anh chị ở trong cái video của em ngày hôm nay Ngày hôm nay cuối tuần chúng ta cũng sẽ gặp nhau trong một cái video số đặc biệt anh chị ha. Mỗi cuối tuần chúng ta cũng sẽ gặp nhau trong video số đặc biệt. À, thì ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ với anh chị một số góc nhìn của thị trường. À, vì sao thị trường trong dòng này nó lại khó khăn như vậy? À, và trên thị trường nó lại chia ra hai cái trường phái nhà đầu tư. Có rất nhiều nhà đầu tư cầm những cái mặt cổ phiếu nó cứ giảm hết. Có rất nhiều nhà đầu tư cầm những cái mặt cổ phiếu nó cứ lù lù đi lên và cái bản chất giữa hai cái gốc gì đó là như thế nào thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ bóc tách rất là kỹ với anh chị và trong cuối video thì sẽ chia sẻ với anh chị năm cổ phiếu nó có thể có những cái cây tăng trần và nó sẽ tăng rất mạnh trong những cái phiên tuần sau nên là anh chị nhớ xem đến cuối video để có thể đón chờ những cái mã cổ phiếu đó anh chị ha thì trước khi mà ta bắt đầu video thì anh chị có thể bỏ ra vài giây nhấn cho em một cái nút like cũng như là một cái nút đăng ký kênh à, subscribe kênh nếu anh chị chưa đăng ký anh chị like mạnh chị ha like mạnh và đăng ký kênh để khi mà em xem video mà em thấy là anh chị like nhiều và đăng ký kênh nhiều thì em biết là những cái video đó mang lại nhiều những cái giá trị và những cái kiến thức cho những cái chị nhà đầu tư nên là anh chị xem anh chị like và đăng ký kênh để em ra nhiều những cái video giá trị hơn cho những chị nhà đầu tư sau này còn nếu anh chị muốn đồng hành cùng em ở trong room khách hàng thì ở dưới màn hình thì em có để số điện thoại hay bạn trợ lý của em thì anh chị nào muốn đồng hành cùng em ở trong room khách hàng trong cái sáng sắp tới thì có thể liên hệ hay bạn trợ lý để chúng ta đồng hành cùng nhau rồi cảm ơn anh chị rất là nhiều đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh chúc anh chị cuối tuần an lành. Rồi phần đầu tiên chúng ta sẽ nhìn qua một chút về thị trường của cái phiên dược ngày hôm nay, à, phiên dược cuối tuần ngày 10 tháng 5. Thị trường ngày hôm nay về cái mặt bản chất và cái mặt vận động á, em nói về cái mặt vận động thôi anh chị ha, thì nó không khác gì so với những cái phiên dịch vừa qua. đóng cửa cái mức giảm nhẹ gần 4 điểm trong phiên thì rung lắc có những cái phiên kéo lên đạp xuống và cố phiên phục hồi và trên thị trường nó vẫn có một cái sự phân hóa ngày hôm nay thì có tầm khoảng là 170 cổ phiếu tăng và 260 cổ phiếu giảm tức là trên thị trường trong những cái phiên dịch vừa qua anh chị để gửi nha là thị trường nó vẫn có những cái nhịp rung lắc rất là mạnh, thị trường nó vẫn có những cái nhịp biến động rất là lớn. Nhưng mà trên thị trường lúc nào nó cũng tất có tầm khoảng là một trăm rưỡi đến hai trăm cổ phiếu tăng, tức là cái cổ phiếu tăng nó có, anh không không chị, có chứ sao không có? Em nói anh chị là một thị trường mà nó rủi ro, anh chị, hoặc là một thị trường nó biến động, á, thì nó không có nhiều những cái mặt cổ phiếu nó tăng như vậy đâu mà trên thị trường hiện tại nó có một cái sự phân hóa nên là chị không có nhìn được những cái mặt cổ phiếu mạnh và những cái mặt cổ phiếu tốt nhất trên thị trường. Nào thì về cái mặt vận động của thị trường ngày hôm nay thì thị trường nó biến động rất là mạnh trong phi Anh chị thì nhìn buổi sáng là thị trường nó giảm rất là kinh anh chị ha. Mặc dù thì trong buổi tối ngày hôm qua thì có rất là nhiều những thông tin tốt từ cái tin tức chứng khoán thế giới các chỉ số như Dow Jones, SP500, Nasdaq thì tăng rất là mạnh. Nhưng mà trong buổi sáng ngày hôm nay là thị trường nó mở nó mở gáp hưng phấn nhẹ nhẹ chút xíu thôi. Và trong phiên thị trường nó đạp rất là mạnh. Và em đảm bảo với anh chị luôn là trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay rất nhiều nhà đầu tư người ta sẽ bán hàng trong cái dịp này. Đúng vậy. Bếp anh chị biết vì sao không? Bởi vì trong ngày hôm nay rất nhiều anh chị nhà đầu tư khách hàng hỏi em, em ơi bán cái cổ phiếu này không em? em ơi bán cái mặt cổ phiếu này được không em em ơi bán cái mặt cổ phiếu chốt lại cái mặt cổ phiếu được kia được không đạt ơi thì em nói với chị là với một cái râm mà em đã định hướng cho anh rất nhiều những chị nhà tư kỹ càng đến như vậy mà anh chị nhà tư khách hàng của em còn hỏi thì em nói với chị là trên thị trường sẽ rất nhiều anh chị nhà tư bán cái mặt cổ phiếu trong cái nhịp biến động gọi là trong cái nhịp biến động của thị trường trong cái phiên ngày hôm nay à, nhưng mà khi mà em thấy là nhiều anh chị hỏi như vậy á thì cũng có chia sẻ trong râm lúc tạm khoảng là thị trường nó giảm rất là mạnh đó là nói là thị trường buổi sáng ngày hôm nay rung lắc với thanh khoản rất là thấp thanh khoản nó có chút xíu vậy và anh chị nhìn những cái mặt cổ phiếu trên thị trường á nó rung lắc rất là nhẹ nha đó, rung lắc rất bình thường thôi và khi nào mà nó gãy vào cái vùng 1220 với vốn lớn thì mới có vấn đề à, còn lại thì cứ bình tĩnh 1220 tức là cái mốc của cái phiên bùng nổ theo đà anh chị ha đó thị trường đi ngang thì mua hỗn loạn đó, cái bản chất của thị trường hiện tại là gì là thị trường phân hóa và thị trường xoay quay mà thị trường xoay quay là anh chị mua hỗn loạn cho em thị trường bán tháo thị trường hỗn loạn thị trường hoảng sợ là anh chị canh mà chị mua vào và hưng phấn là anh chị có thể bán ra. Bán ra hay không á thì tùy vào cái hướng giao dịch. Nhưng mua hoảng loạn là dễ ăn hơn là mua hưng phấn. Đó, và ngày hôm nay thì có rất nhiều anh chị nhà đầu tư trong lúc bán hàng thì có rất mua vào rất nhiều những cái mã cổ phiếu ok đó, đó, anh chị nào không vô sớm thì lấy vì thế là anh chị ha đó thì em cũng chia sẻ với chị với đó, anh chị khách hàng trong room mặc dù thì em đã định hướng với anh chị rất là nhiều nhưng mà nhiều chị hỏi quá nên là trong phiên thì em cũng có định hướng và gọi là định hình và bơm mô xe cho rất nhiều chị nhà đầu tư đó nên là cũng có nhiều chị là không có bán hàng ra trong cái phiên ngày hôm nay và vẫn giữ rất nhiều những cái mã cổ phiếu và buổi chiều ngày hôm nay rất nhiều những cái mã cổ phiếu nó tăng từ 3 đến bốn phần trăm đúng không chị ha anh chị nào có bán các cái mã cổ phiếu ngày hôm nay mà lúc tầm khoảng âm hai phần trăm không vậy và buổi chiều nó tăng bốn phần trăm ví dụ trong buổi uh, trong buổi chiều buổi sáng ngày hôm nay thì có nhiều chị khách hàng của em đạt ơi chốt thằng ct không em à, lúc mà nó giảm tầm khoảng hai phần trăm là buổi chiều nếu mà anh bán ngày hôm nay anh chị là mất là tầm khoảng là một cây trần với con này Đúng vậy, bởi vì sao? Bởi vì lúc mà giảm thấp nhất là tầm khoảng là 37.5 mà nó tăng kéo lên đóng phiên là tầm khoảng 40, tức là tầm khoảng một quanh một cây tròn. thì nếu mà bán ra thì không có giữ được với cái cổ phiếu này. Đó thì đó là cái mặt vận động của thị trường đó rất là hay. Tức là với thị trường như hiện tại thì chị phải hiểu cái bản chất của thị trường và hiểu cái mặt vận động của thị trường như thế nào và mình mua bán như thế nào cho nó hợp lý. Đó thì trong cái buổi ngày hôm qua thì cũng có chia sẻ với chị cái góc nhìn của thị trường trong hiện tại. Thì bây giờ thì em sẽ phân tích lại anh chị ha. Rồi đầu tiên thì em sẽ nhìn qua một chút đánh giá nhanh qua về cái phiên ngày hôm nay thì nó giá ngày hôm nay là một chỉ là một cái phiên rung lắc bình thường một cái viên rung lắc cực kỳ nhẹ nhàng, đó và nó mặc dù thì nó có những cái nhịp rung lắc nhưng mà cái vô rất là thấp, anh chị ha, tức là vô của nó khi mà thị trường nó đang chạm vào những cái vùng kháng cự ở phía trên, đó và chạm cái đường cạn chéo này, tức là em thấy là có nhiều chị vẽ cái cạn chéo đúng không, đó tức là cạn chéo, thị trường đang chạm vào cái vùng cạn chéo này, đó, gặp cái vùng kháng cự trên này, gặp cái cạn chéo, thì cái việc mà thị trường rung lắc như thế này là rất bình thường nhưng mà em thấy là rất nhiều những cái mặt cổ phiếu em hay nhìn á khi mà nhìn thị trường những cái phiên mà thị trường nó rung lắc á thì em hay nhìn dòng chứng và dòng bóng sản thì em thấy là nhiều những cái mặt cổ phiếu ngày hôm nay rung lắc không có nhiều vậy và thậm chí là nhiều những cái mặt cổ phiếu nó còn xanh nha em chưa nói là nó có rung lắc mạnh rồi nó có giảm mạnh hay không nha anh chị nhưng mà rất nhiều những cái mặt cổ phiếu ngày hôm nay nó còn xanh nghĩa là thị trường ngày hôm nay thì em thấy là nó rung lắc nó chỉ test tức là nó về về quanh những cái vùng kháng cự những người người ta kẹp hàng trên này á là người ta bán xuống người ta về bờ người ta bán đúng vậy hoặc là những người người ta bắt đáy ở dưới người ta về bờ người ta em nghe, bắt đáy dưới người ta có lãi người ta về những cái vùng kháng cự người ta cũng chốt lãi thì nó vô hình chung thì nó gặp áp lực bán của thị trường trong cái phiên ngày hôm qua và cái phiên ngày hôm nay nhưng mà chỉ là nhưng mà chỉ thấy là trong hai phiên vừa qua đó thì cái thanh khoản của thị trường thì nó không có quá lớn và nó giao dịch ở cái dưới ở cái mức trung bình nó chưa đạt đến cái mức trung bình và thanh khoản của thị trường rất là thấp và rất nhiều những cái mặt cổ phiếu trên thị trường nó vẫn rung lắc rất là nhẹ nhàng đó thì đó là cái mặt vận động trong những cái phiên vừa qua đó thì ngắn hàng lên đánh giá là thị trường nó vẫn có thể tích lũy tích lũy trong cái vùng này đã thì khi mà nó rủ hết tất cả những cái lượng cung, thứ nhất là lực cung những người kẹp hàng phía trên này và thứ hai là cái lực cung những người bắt đáy ở dưới thì nghĩa là thị trường nó sẽ có những dòng tiền tốt hơn dòng sau thì em thì em sẽ không có phân tích thị trường em chỉ phân tích với anh chị là ở à, cái bản chất của thị trường trong những cái phiên rung lắc đó, trong những cái phiên rung lắc như vậy nó có đáng hoảng loạn và nó có quá đáng sợ hay là không đã thì với những anh chị nhà tư đang nắm các cái mã cổ phiếu thì anh chị chỉ cần lưu ý với một cái điểm thôi là cái móc quanh cái vùng tầm khoảng là 1220 đến cái vùng 1200 hai 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 mươi tức là cái mốc thấp nhất của cái phiên bùng nổ sau đà này thì nếu mà thị trường á mà nó vẫn giữ được trên cái mốc này á anh chị ha hoặc cho dù nó có tết lại với vuông thấp nha nó vẫn có những trường hợp nó tết là vuông thấp thì thị trường nó vẫn giữ được một cái trên của nó còn nếu mà thị trường nó gãy với cái mốc tầm khoảng một hai mươi với vuông lớn thì thị trường nó sẽ gặp cái vấn đề đó thì anh chị chỉ cần đề ra cho một cái tinh thần như vậy thôi tức là nếu mà thị trường nó không có phạm quy tắc đó thì anh chị giao dịch thoải mái chưa À, anh chị giao dịch thoải mái à, và anh chị không cần nhìn quá nhiều với thị trường Đó, Thì nó là chia sẻ với anh chị một chút uh, với cái vấn đề về thị trường uh, trong dài hôm nay Rồi tiếp theo thì em sẽ nói nhanh qua về cái bản chất của rất nhiều anh chị nhà đầu tư Mà anh chị hỏi em là em ơi giai đoạn này sao thị trường nó khó vậy à, Và giai đoạn này sao thị trường nó khó đánh vậy Đó, Và nó có một cái hay như này anh chị là nó khó cho nhà đầu tư cầm tiền Nó cũng khó cho nhà đầu tư cầm hàng Mà ở nhà đầu tư cầm hàng á, nó khó hai đầu Thứ nhất là nhà đầu tư cầm hàng mà cái mặt cổ phiếu nó cứ giảm và thứ hai á, là nó khó cho nhà đầu tư cầm hàng mà cái mặt cổ phiếu nó cứ tăng em nói với anh chị là giai đoạn này anh chị nào cầm cái mặt cổ phiếu nó tăng anh chị cũng sợ nha chứ đừng nói là cái mặt cổ phiếu nó giảm đúng vậy em nói với anh chị là những nhà đầu tư người ta cầm tiền á giai đoạn này người ta cũng chưa dám vô mà những cái chị nhà đầu tư cầm hàng á, mà cầm hàng mà cái mặt cổ phiếu nó giảm á thì cũng không biết xử lý như thế nào mà cầm hàng cái mặt cổ phiếu nó tăng á thì những lúc thị trường nó biến động á thì lại hỏi bán đúng vậy ví dụ như là anh có rất nhiều những anh chị khách hàng trong room có rất nhiều những cái mà cổ phiếu lại tốt rồi nhưng mà cứ rung lắc là hỏi bán rung lắc là hỏi bán tức là một thị trường này là một thị trường rất khó cho toàn bộ anh chị nhà đầu tư thì đây là một thị trường như thế nào đây là một thị trường sai quay và cái dòng tiền hiện tại của thị trường sau cái phiên bùng nổ đi lên một cái phiên xác nhận đi lên thì cái bản chất hiện tại của thị trường đang là một thị trường sai quay thị trường sai quay cái bản chất là gì một thị trường nó không có một cái dòng dẫn nào quá mạnh em nói không có một cái dòng dẫn nào quá mạnh nha trên thị trường vẫn có rất nhiều những cái mặt cổ phiếu nó riêng lẻ đi lên rất nhiều những cái mặt cổ phiếu mạnh nó vượt đỉnh các kiểu nhưng để nói một cái dòng mà nó gọi là thật sự mạnh gặp thật sự điên cuồng trong đoạn này thì nó không có cái dòng đó tức là gì tức là nó chưa có một cái một cái dòng mà nó dẫn đoàn và nó đỡ cho thị trường đi lên nó giống như là một cái người đỡ đầu thì giai đoạn này thị trường nó không có một cái dòng ngày nào đó mà nó thu hút, thu hút được cái dòng tiền để nó đỡ thị trường trong giai đoạn này thì khi mà thị trường nó biến động ấy vậy thì giống như là thị trường nó chưa có cái móng nhà những cái mã cổ phiếu leader và những cái dòng leader nó giống như là một cái móng nhà vững chắc để sau đó các cái mã cổ phiếu kia lung phiên đi lên và có thể là nó tăng tốt được. Nhưng mà với tình hình thị trường hiện tại thì về cái mặt dòng tiền á nó hơi bị mỏng mạch. Đó, cứ có thằng là cái ngày nó lên rồi có ngày nó xuống hoặc là có nhiều những cái mã cổ phiếu năm 10 phút nó lên và năm 10 phút nó xuống thì đây là cái bản chất của thị trường sai quay và thị trường nó có cái sự phân hóa và thị trường nó có cái sự biến động và nó có cái sự riêng lẻ của thị trường trong dòng này thì đó là một cái khó của những chị nhà đầu tư anh chị hình dung cái bản chắc của nó là nó, nó nó, giống y chang trong vàng nó, nó giống y chang trong vàng nữa anh chị hoặc là giống y chang giai đoạn đầu hay không chị đó anh chị cứ mua rồi anh chị bán anh chị bán rồi anh chị mua anh chị mua rồi bán tức là thị trường nó đảo như đang lạc và anh chị không biết đường nào mà là đó thì đó là cái bản chất của thị trường xe quay đó nên làm chia sẻ với anh chị để anh chị hiểu là thị trường nó không có rủi ro tức là với thị trường nó rung lắc như vậy thì thị trường nó không có rủi ro nhưng mà nó sẽ làm rất là khó cho những anh chị nhà đầu tư là bởi vì thị trường nó bị dao động liên tục mà thị trường nó bị dao động liên tục á cứ năm 10 phút là anh chị khen dòng thép rồi 50 phút sau là anh chị chê dòng thép sau con này nó yếu. Đúng vậy, rồi 50 phút sau anh chị khen dòng chứng khoán, nhưng mà ngày hôm sau là anh chị chê dòng chứng khoán, tức là anh chị khen rồi anh chị chê, anh chị khen anh chị chê thì anh chị bị dao động. Mà một khi mình đã bị dao động là mình sẽ bị mông lung. Đó thì đó là một cái khó của thị trường xoay quay. Anh hiểu không ạ? Đó thì với một cái thị trường như này á, thì em có chia sẻ với anh chị á, là anh chị phải chọn được những cái mã cổ phiếu hàng đầu và chọn được những cái mã cổ phiếu nó có dòng tiền hoặc ít nhất nếu mà anh chị nào đánh biên á, thì phải chọn cho phải chọn được những cái mặt cổ phiếu mà cái biên của nó tốt một chút xíu giai đoạn này thì sẽ có hai cách giao dịch một là anh chị giao dịch theo biên tức là những cái mặt cổ phiếu nó có hỗ trợ và nó có những cái vùng kháng cự hai là anh chị chọn những cái mặt cổ phiếu tấp đầu và chờ những cái dòng tiền vào để cho những cái mặt cổ phiếu nó vào sống nó thì đó là hai cách giao dịch trong dòng này nhưng mà về cái mặt tinh thần á, và về cái mặt tâm lý á, khi mà anh chị nắm được cái tinh thần á, là thị trường trong gian này á, là một thị trường xoay quay á, thì anh chị không nên kỳ vọng cái mặt cổ phiếu mình quá nhiều cái mặt cổ phiếu nó lên cũng được nó tăng nhẹ nhẹ cũng được nó tăng nhiều cũng được nhưng mà chị không nên kỳ vọng thị trường quá nhiều bởi vì nếu anh chị nào bị tức là nếu anh chị bị kỳ vọng về thị trường nó quá nhiều á thì anh chị hay bị vỡ mộng và anh chị hay bị chê thị trường thì lúc đó anh chị sẽ không có giao dịch trong giao này à, có nhiều anh chị sẽ chưa hiểu cái ý này của em cái ý này có nghĩa là gì ví dụ như khi mà chị mua cái cổ phiếu em ví dụ thôi ha ví dụ khi mà chị mua những cái mặt cổ phiếu như SRI đây hoặc là những cái mặt cổ phiếu HCM anh chị mua cái mặt cổ phiếu vì cái gì anh chị anh chị mua cái mặt cổ phiếu vì muốn nó lên và thậm chí là muốn lên nhanh. 100 người nhà đầu tư thì 99 người là mua cái mã cổ phiếu nó muốn lên nhanh. Nhưng mà với cái góc nhìn của em cho hiện tại á thì năm cái mã cổ phiếu anh chị mua á thì các tầm nếu mà anh chị tài giỏi nha, tầm khoảng hai cái mã cổ phiếu nó sẽ được lên nhanh rồi. Còn ba cái mã cổ phiếu một là đi nha, hai là nó sẽ lên ít ít và hoặc là nó sẽ lên luân chuyển. À, thì khi mà anh chị nắm được tinh thần như vậy á là anh chị anh chị cái tức là cái tâm lý của anh chị nó sẽ rất là nhẹ nhàng. Còn khi mà anh chị không hiểu á là lúc anh chị khen, lúc anh chị chê, lúc anh chị khen ở lúc anh chị nói siêu sống lúc anh chị nói sự sống thì cái tâm lý anh chị sẽ bị bị dao động liên tục thì anh chị sẽ rất là bị khổ trong gian này đó. nên là vì sao nên là vì sao nhiều anh chị khổ và nhiều sao vì sao mà anh chị gọi là cảm giác là bị bị rất là khó chịu trong gian này là bởi vì anh chị không có nắm được anh chị không có hiểu được cái bản chất của thị trường nhưng mà khi mà anh chị xem video của em anh chị hiểu cái bản chất của thị trường như như vậy thì anh chị nắm cái tinh thần đúng thì khi mà chị có một cái tinh thần đúng thì khi mà thị trường nó dao động anh chị không có bị bất ngờ anh chị hình dung cái ý này của em à. nó giống như cái vùng này anh chị có nhớ nó chỉ là cái vùng này thì chúng nó bị sai quay không thì cho dù thì chúng nó kéo rồi thì chúng nó đạp anh chị cũng không có bị bất ngờ anh nhưng mà hoặc là trong những cái vùng như mình năm 2021 á, nếu chị đồng hành con trong dàn này thì cứ đập hai đi nó cứ về nó dưới mua rồi về trên bán rồi về dưới mua về trên bán thì cái bản chắc con chị là anh chị cứ anh chị cứ tức là nó cứ tăng giảm liên tục thì nếu một người người ta không hiểu á, thì lúc mà thị trường nó bán tháo á, là người ta xét hàng người ta người ta bán rồi lúc mà thị trường mà hưng phấn là bắt đầu đu vô rồi hưng tức là anh nhau cứ bán tháo là bán này rồi hưng phấn đu vô này rồi bán tháo là bán này hưng phấn đu vô thì đó là một cái cái bởi vì anh chị không có hiểu cái bản chất của thị trường nên anh chị bị dao động liên tục còn với một người mà người ta đã giao dịch nhiều á hoặc là anh chị nào có kinh nghiệm anh chị nhìn vào cái mặt trong tiền á thì anh chị sẽ hiểu và anh chị sẽ đặt một cái tâm thế và sẽ đặt một cái tâm lý và một cái sự kỳ vọng đúng với thị trường trong dòng này đó thì em chia sẻ với anh chị hiểu cái bản chất của thị trường như vậy để anh chị có một cái kỳ vọng cho mình cho nó đúng đó bởi vì có nhiều gì nhà đầu tư khi mà chị mua cái mã cổ phiếu mà chị cái mã cổ phiếu lên quá nhanh mà chị không có hiểu là cái cái với cái mã cổ phiếu với thị trường vốn một cái trạng thái như vậy á là thị trường đôi khi nó không cần lên nhanh mà cứ lên từ từ vừa đi lên vừa tích lũy để chuẩn bị cho một cái nhịp sóng ở phía sau em ví dụ thị trường không phải tự nhiên nó có cái nhịp này mà bởi vì nó có một cái đoạn như này anh chị bởi vì nó có một cái đoạn như này nên nó có một cái nhịp ở phía sau hay là cái nhịp giai đoạn tầm khoảng năm 2023 không phải tự nhiên mà thị trường nó có một cái cơn sóng kinh điển từ tháng 4 đến tháng 5 mà nó phải còn cái vùng này anh chị hình dung không không phải tự nhiên mà thị trường nó có một cái sóng banh chứng thép gọi là kinh thiên động địa ai cũng biết cái sóng banh chứng thép trong vùng này không phải tự nhiên nó có mà nó bởi vì nó có một cái vùng tích lũy này nên đôi khi một cái vùng tích lũy và một cái vùng chuẩn là là một cái vùng sai quay nó là một cái điều tốt cho rất nhiều những cái mã cổ phiếu à, nên là anh chị nắm cái tinh thần đúng chỉ cần anh chị nắm cái tinh thần đúng thì anh chị sẽ có một cái niềm tin với thị trường và anh chị sẽ biết thị trường nó vận động như thế nào và anh chị không có bị thị trường nó lùa lúc lên lúc xuống thì cái tâm lý anh chị nó sẽ không có bị dao động và khi mà anh chị đầu tư là anh chị sẽ không có bị mệt anh ạ à, đó thì chia sẻ với chị như vậy về để chị hiểu cái bản chất của thị trường đoạn này là thị trường xoay quay mà thị trường xoay quay thì cứ ngày nó kéo ngày này rồi ngày nó kéo lần kia rồi ngày nó kéo này đó và anh có nói chị là nếu anh chị nào mà hay đánh gọi là hay đánh những cái vùng thị trường xoay quay á thì khi mà thị trường mà nó rung lắc anh chị thì thường anh chị mua vào là nó sẽ có ăn. và thường mà anh chị anh chị đánh điểm nổ giai đoạn này anh chị ha khi mà anh chị đánh điểm nổ thì cái xác suất thất bại của anh chị là 80% mươi mà cái xác suất thành công của anh chị là tầm khoảng hai thôi đã bởi vì thị trường xoay quay thì thường cái mặt cổ phiếu nó nổ lên á thì nó sẽ rủ lại đó, nên nay làm có chia sẻ với anh chị nhà đầu tư với những anh chị nào mua các cái mặt cổ phiếu trong giao này ít nhất anh chị phải có hàng sẵn ít nhất nha anh chị phải có hàng sẵn trước khi mà cái mặt cổ phiếu nó nổ rồi khi mà cái mặt cổ phiếu nó nổ lên anh chị có gia tăng hay không thì cái đó tùy thuộc vào anh chị nhưng một khi anh chị mua các cái mặt cổ phiếu rằng này thà mua nó không nổ còn hơn nó nổ rồi mới mua ngoại trừ những cái mặt cổ phiếu đặc biệt nó có dòng tiền tốt thì anh chị có thể mua đu mua đuổi các kiểu gì cũng được nhưng một cái mặt cổ phiếu bình thường một cái mặt cổ phiếu không có những cái dạng cổ phiếu siêu phẩm nó không có tố chất những cái siêu cổ phiếu thì anh chị không nên mua nổ trong dạng này mà cứ canh những điểm test canh những cái lúc hoảng loạn mà anh chị mua nãy có nói với nhiều anh chị nhau tư và cái này thì em đã chia sẻ với anh chị rất là nhiều là khi mà thị trường đi ngang và cái dòng tiền nó lung chuyển là canh cứ hoảng loạn là mốc đã cứ ai mà lúc hỏi em ơi có bán không em em ơi sao thị trường nó gớm của em là lúc đó anh chị mua vô còn lúc mà ai, em ơi mua con này em mua con này được không em rồi gia tăng con kia được không em là lúc đó anh chị bán ra. Đó, đó, đó là một thị trường sai quay. Rất là đơn giản như vậy. Nhưng mà khi mà chị anh chị không hiểu á là anh chị không biết. Anh chị nói là sao con này nó yếu rồi sao con này nó mạnh. Lúc nó mạnh là nó yếu, rồi lúc nó yếu rồi nó mạnh, đúng không? vậy? Thì khi mà chị không biết là anh chị cứ quay cuồng như vậy nhưng mà khi anh chị đã hiểu thì thị trường này là một thị trường chị rất là dễ kiếm tiền. Và nhiều lúc anh chị giao dịch ngắn trong vàng này thì em thấy là có nhiều chị nhà tư mà anh chị giỏi á, em có không khuyên, em không có khuyên chị giao dịch ngắn nha. Nhưng mà với nhiều chị nhà tư mà chị biết đánh trong vàng này á thì em thấy là có nhiều anh chị nhà tư đánh cái dạng về săn điểm nổ anh chị đánh rất là kinh nha anh chị, anh chị đánh rất là kinh luôn đó, đó. nên làm chia sẻ với anh chị một chút như vậy để anh chị hiểu dạ rồi ok ha còn về cái góc nhìn của thị trường thì em sẽ không có phân tích thị trường nó quá nhiều em chị phân tích với anh chị là thị trường nó có còn ổn hay không và cái bản chất của dòng tiền hiện tại nó là như thế nào đó thì tóm gọn là nè thứ nhất chỉ cần thị trường nó giữ được trên 1220 không giảm với cái mốc này với vốn lớn thì cái xu hướng của thị trường thì thị trường nó vẫn được giữ cái thứ hai thì cái bản chất về cái mặt dòng tiền của thị trường đang là cái dòng tiền sai quay và thị trường nó đang có một cái dòng tiền nó luân chuyển nó cứ tăng giảm biến động liên tục nhưng bản chất vẫn có rất nhiều những cái mặt cổ phiếu nó đi lên vẫn có rất nhiều những cái mặt cổ phiếu nó tăng lù lù đi lên đó nên là cái dòng này thì thứ nhất là anh chị chọn cái vị thế của các cái mảng cổ phiếu của mình cho nó phù hợp cái thứ hai là anh chị phải nắm cái tinh thần cho nó đúng chỉ cần thị trường nó đừng có xấu chỉ cần cái mặt cổ phiếu đừng có xấu là ok rồi đúng vậy còn cái mặt cổ phiếu mình mua năm mã hai mã nó mạnh là được rồi còn ba cái mặt cổ phiếu nó lên từ từ cũng được không chị? với em trong vàng này em nói với nhiều chị khách hàng á em nói chỉ là mình mua năm mã mà hai mã mà nó mạnh hơn thị trường là ok rồi cũng đừng lên quá nhiều bởi vì đoạn này thì trường nó sai quay như vậy thì mình rất là khó các cái mặt cổ phiếu nó mình lên mình nó lên nhanh nên là ví dụ như năm con mà có hai con mạnh là ok như vậy còn ba con nó tăng từ từ cũng được nó đừng có tăng nhiều để 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 nó chuẩn bị trong nhiều phía sau nó tăng được không được anh à chị thì biết vì sao anh chị lưu ý thằng ECB là một cái mặt cổ phiếu leader của thị trường trong nhiệm vụ qua thì trước khi vô sóng vậy trước khi mà nó vô sóng nó có mạnh không không nó đâu có mạnh hình dung không hoặc là những cái mặt cổ phiếu như GVR này trước khi mà nó vô sóng nó có mạnh không vậy không nó đi ngang không ạ à? em nói ý này để em gì để ví dụ như là khi mà chị chọn những cái mặt cổ phiếu mà nó mạnh rồi hoặc là nó có những cái tổ chức, nó có những cái tố chức trở thành siêu sao thì lên từ từ động đầu cũng được anh vô ví dụ năm mã anh chỉ đánh hai cái mã nó là siêu cổ phiếu nó là siêu phẩm ngay lập tức còn ba mã lên từ 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 để sau này nó trở thành siêu phẩm đó thì cái danh mục mà anh chị phân bổ và dàn trải như vậy á, thì sẽ hợp lý nhất trong dàn này còn để họ anh chị hỏi là em ơi ví dụ mình mua năm mã mà năm mã của nó siêu cổ phiếu nó tăng 15 20 trăm trong một hai ngày có không em hoặc trong vài ngày có không đà không có đâu anh chị à, khó lắm anh chị ha khó lắm đó, thì có sao thì em nói vậy? thì tìm sẽ chia sẻ với anh chị một chút về tinh thần trong như như vậy anh chị ha rồi ok đã thì em chia sẻ với anh chị nhanh như vậy để anh chị hiểu cái bản chất và khi mà chị hiểu cái bản chất là em nghĩ là anh chị sẽ giao dịch được trong gian này dạ ok rồi tiếp theo em sẽ chia sẻ với anh chị nhanh qua về năm cái cổ phiếu đó đầu tiên thì em đã chia sẻ với chị là cái góc nhìn và cái bản chất của thị trường với cái tức là cái bản chất của thị trường trong rằng này như thế nào để anh chị có thể nắm qua khi mà chị nắm qua rồi thì anh chị sẽ hiểu bản chất và khi mà chị hiểu bản chất là anh chị sẽ nắm đúng tinh thần và khi mà chị nắm đến đúng tinh thần là anh chị sẽ không có bị thị trường nó quay cuồng nữa anh chị tập trung vào cổ phiếu anh chị chọn đi mua anh chị đi vốn anh chị dễ ngân rồi anh chị có chốt gì đó anh chị chốt đúng vậy nhưng mà một khi anh chị hiểu bản chất á, thì chị tầm nắm tầm khoảng 70% mươi cái thế rộng trên thị trường rồi còn lại là anh chị chọn các cái mã cổ phiếu như nào thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ với anh chị năm cổ phiếu nó có thể có một cái cây trần nó có thể tăng mạnh trong tuần sau mà em sẽ chia sẻ với anh chị với anh chị nhà tư rồi ok à, đầu tiên á, thì em nói với anh chị gian này nha với em trong gian này á, với em như chị ha nếu mà chị mà mua những cái mã cổ phiếu ở điểm nổ á, thì em không khuyên em không khuyên anh chị ha đặc biệt là các cái vấn đề về mua mới ngoại trừ một số những cái mã cổ phiếu riêng biệt À, riêng biệt để nó mà những cái mặt cổ phiếu dạng riêng biệt để thứ nhất là nó có những cái tố chất về siêu sao thứ hai nó có dạng cổ phiếu về siêu phẩm thứ ba nó có dòng tiền mạnh đã thì cái này thì em sẽ chia sẻ với anh chị trong những cái buổi sau ví dụ như trong room khách hàng thì em vẫn cho những cái chị khách hàng đánh với những cái mặt cổ phiếu riêng biệt như vậy anh chị ha nhưng nó phải có một số cái yếu tố mà để nó ra thì nó cũng sẽ rất là nhiều Nó rất là nhiều những yếu tố nhưng nó phải có một số yếu tố về riêng biệt thì anh chị mới mua điểm nổi nhé anh chị thấy không còn lại phải làm sao mua được những cái mặt cổ phiếu trước khi nó nổ thì mới nên mua đã nên là rào trước tinh thần với những chị tức là ví dụ như với các cái mặt cổ phiếu trong cái video ngày hôm nay thì em có chia sẻ với chị ấy, sẽ có những cái mặt cổ phiếu nó chưa lên thì ví dụ như sau này mà nó lên nữa vậy thì anh chị đừng có mua anh chị ha tức lúc nào mà cái mặt cổ phiếu nó chỉnh lúc nào mà cái mặt cổ phiếu nó biến động thì anh chị có thể mua được còn cái mặt cổ phiếu nó nổ rồi không đu nha Đó, em nói với rất là kỹ với anh chị dòng này phải mua làm gì làm phải mua trước khi cái mặt cổ phiếu nó nổ còn nó nổ rồi chứ đu đỉnh đừng nó đạt nó báo mua Rất là khổ Nghe lại lần nữa nha chị ha Những cái mà cổ phiếu đoạn này làm sao làm Phải mua trước cái khi cái cổ phiếu nó nổ Còn cổ phiếu nó đã nổ rồi Mà ví dụ chị không mua được Bỏ tìm con khác Ok chị ha Đó. Thì bây giờ thì em sẽ chia sẻ với anh chị một số các cái mã cổ phiếu Rất là tiềm năng trong tuần sau Mà anh chị phải cần lưu ý Đầu tiên là với những cái mã cổ phiếu nhóm gì anh chị Anh chị thích nhóm nào anh chị ha anh chị thích nhóm nào Đầu tiên thì em sẽ chia sẻ với chị một cái mặt cổ phiếu nhóm nhóm thép đi ha, Nam Kim. Đó, Nam Kim thì hôm bữa thì em đã chia sẻ với anh chị với một cái điểm mua quanh tầm khoảng 23. Rất nhiều anh chị nhà tư đảm bảo với những anh chị nhà tư bởi vì room khách hàng của em thì cũng mua quanh những cái vùng đó. Đó, và nhiều anh chị nhà tư thì em biết là rất nhiều anh chị nhà tư mua được cái cổ phiếu Nam Kim là quanh tầm khoảng 23, 22.23. Thì anh chị nào mua rồi thì thôi. Đúng vậy, nhưng mà với những anh chị nhà nhà tư mua vùng này được không? Được. Đúng vậy, được. Bởi vì sao? Bởi vì em phân tích với anh chị dòng thép này dòng thép ngày hôm nay có SMC bắt đầu có những tín hiệu vượt đỉnh VGS thì nó vượt đỉnh hôm bữa rồi đang vậy VGS thì hôm bữa nó vượt đỉnh rồi tức là nhóm thép thì có VGS và SMC thì bắt đầu có những cái dòng tiền rất là ok rồi Hòa Phát thì hôm bữa thì nó đã có một cái nhịp để nó tích tức là nó 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 tức là nó qua được cái nền đầu tiên của nó tức là nó sau khi mà nó gãy về lại tầm khoảng 20 29 thì là đã, đã thoát luôn ở trong vùng 29 thì họ phát đang chuẩn bị chuẩn bị gì anh chị chuẩn bị vượt vùng giá 31 thì nếu mà họ phát vượt 31 thì nó sẽ vô nhịp hai thì khi đó nó có thể là tạo ra một cái sóng ngành với những cái mặt cổ phiếu giống ngành thép anh chưa ạ này đúng không rồi v gãy lên trước này phát thì nó, nó là một cái mặt cổ phiếu nó hơi lớn nên nhưng mà gì nhưng mà họ phát cũng đang tìm cận về những cái vùng đỉnh cũ nó có thể tạo một cái gì một cái cốc tay cầm nhỏ nhỏ phía sau này trước khi mà cái cổ phiếu nó vượt đỉnh thì khi đó những cái mặt cổ phiếu dòng thép nó sẽ tạo ra sóng dòng thì nam kim không thể đứng yên à, em em nam kim thôi hoa sen với nam kim thì thường nó vận động một chung phương với nhau nhưng mà em sẽ nói với anh chị nam kim thôi còn hoa sen nó vẫn lên nha nhưng mà sẽ nói với anh chị nam kim thôi và nam kim thì em chạy xe sẽ, sẽ, sẽ chia sẻ với anh chị là gì mẫu anh gãy nên rủ đổ anh chị gãy nên rủ mà một cái phơm gãy nền rủ thì em nói với anh chị là Nam Kim đánh rất nhiều. Này, đi ngang này, rủ này, quay về lại nền đánh này. À, anh chị không, đi ngang này, rủ này, tết, tết, test, test, test nó quay về nền đánh này. Rất nhiều những cái mặt cổ phiếu dạng như Nam Kim vậy, nó đánh dạng, đánh dạng gãy nền rũ cực kỳ nhiều. Đi ngang là nó sẽ rủ xuống. Hoặc là ví dụ như cái mặt cổ phiếu nó đi ngang này anh chị, đi ngang là nó sẽ rủ xuống, đặt Đã thì phơm gì hiện tại chẳng như vậy. Tức là với Nam Kim thứ nhất là nó có mẫu hình. À, thứ hai là nó có phơm nó có dạng nó có dạng biến động rất là tốt thứ ba là với những cái mặt cổ phiếu dòng thép cái sức mạnh của nó cũng rất là ok đó. nên là với những cái mặt cổ phiếu dòng thép hiện tại nên giá vẫn rất là cao nam kim thì em bữa em đã chia sẻ với anh chị tuần trước rồi nhưng mà hiện tại là nó chưa chạy nó chưa chạy thì em sẽ chia sẻ đúng vậy con nó chạy thôi bỏ qua nha em nói chỉ là ví dụ như sau này ví dụ trong tuần sau mà nam kim á ví dụ như thứ hai đi thứ hai mà cái mặt cổ phiếu nam kim nó không chạy á thì anh chị vẫn có thể mua được nhưng mà nếu mà nó nổ thì đừng có mua nha đó bởi vì em nói với chị là với những cái mặt cổ phiếu chia sẻ với anh chị trong cái này á thà mua nó từ từ nó test cung từ từ đi lên anh chị ha rồi nó nổ còn hơn là đua nổ nha anh chị bởi vì khi mà những cái mặt cổ phiếu nổ lên đó, rất gặp những cái vùng kháng cự như thế này đó thì đầu tiên thì em sẽ phân tích với anh chị nam kim này đi ngang này gãy rũ này test lại này và nam kim này là có nó đã có hai cây test vùng hai rồi này anh chị thấy nam kim nó đã test hai cây vùng hai ba tức là nó đã, đã test là cái biên dưới của cái chiếc hộp này tức là nó đã test hai lần rồi nghĩa là cái vùng này nó đã uh, uh, là tao đã test về là cái lực lực gọi là cái hỗ trợ này cực kỳ tốt rồi và ngày hôm nay anh chị nam kim nó có cây test cung nè rủ này hồi lên này test lại này test lại này test cung này tuần sau dễ nổ nha tuần sau dễ nổ ít nhất một cái phiên 5% phần trăm quanh vùng này đó, em kỳ vọng là tuần sau năm Kim nó có thể trần nhưng mà em nghĩ là ít ít nhất năm phần trăm này là nổ cái lên trên này tích lũy lại vô sóc ok anh chị ha nhưng mà em nói với chị là anh chị là nắm năm, năm, năm Kim năm anh chị yên tâm là bởi vì nhớ với những cái phơm mà gãy nền rủ đánh bao năm à một cái phơm gãy nên rủ nha anh chị ít nhất sẽ về đỉnh cái về đỉnh ở phía trên tức là một cái mặt cổ phiếu đi ngang gãy nền á, mà nó quay được về nền nó ít nhất nó sẽ về cái biên trên của cái nền này còn nó có vượt đỉnh hay không á thì phụ thuộc phụ thuộc vào sóng thép trong sắp tới bởi vì bản chất nam kim nha nhịp này nó không phải là leader mà nhịp này leader là vgs nhịp này leader của smc thì để xem nam kim thử nó có vào sóng được hay không nó phụ thuộc rất nhiều vào những cái mặt cổ phiếu như thế này ok ha thì để xem sắp tới dòng tiền như thế nào thì nếu mà nam kim vào Hồ sen đồng loạt chậu chạy lên thì nó sẽ tạo ra một cái nhịp rất là tốt với những cái mặt cổ phiếu ngành thép. Nãy nên là cái mặt cổ phiếu đầu tiên là cái mặt cổ phiếu nam kim thì anh chị có thể theo dõi. Đã và nói anh chị là nam kim thì em đã chia sẻ với anh chị rất là nhiều những điểm mua anh cái vùng này rồi. Đã chứ đừng sau này mà cái mặt cổ phiếu nó nổi lên nó đạt nguyên đảo phía sò nó báo mua ngay định rất là tội em anh chị ha. Ở dưới thì không mua chia sẻ sớm thì không mua cái mặt cổ phiếu nổi lên cứ hỏi mua. Cứ là anh chị ha cổ phiếu lúc mà thị trường nó biến động cổ phiếu có những điểm mua cực kỳ đẹp mua những cái vùng gần hỗ trợ cực kỳ tốt mà cứ không mua mà cứ nổ lên đầu trần tím hỏi cứ hỏi mua anh chị rất là mẹ chị ha đã nên lưu ý với cái mã cổ phiếu nam kim đầu tiên rồi cổ phiếu thứ hai là cái mã cổ phiếu rất là quen thuộc với anh chị hcm đó, hcm nói chung là nó chưa nổ thì vẫn còn nó anh chị anh chị ha nó chưa nổ là vẫn còn nó nha đó nè đi ngang này đúng vậy đi ngang này Rượu bỏ này tết là đi lên gặp cạnh chéo này ngày hôm nay tết cung này Thấy ngày hôm qua gặp cạnh chéo này anh chị bạn bị bán này ngày hôm nay rủ xuống Tết cung này Thấy không vậy gặp anh giấy bị bán này rủ xuống Tết cung này tuần sau nổ tuần sau nổ đúng không vậy đây sjc này đi ngang này Thấy không rủ bỏ này tết lại này môi tiền này gặp cản chéo này bị bán này thì ngày hôm qua hcm nó là cái này ngày hôm nay hcm nó là cái Tết cung này tuần sau nổ luôn tuần sau nổ luôn Ok anh chị ha. Đó, thì em nghĩ là nếu mà tuần sau mà chúng ta có một cây trần với HCM, nó sẽ là một cái điểm cực kỳ tuyệt vời. Cực kỳ tuyệt vời nha anh chị. Đã và em nói với anh chị là tuần sau nổ không mua nha. Ví dụ như thứ hai nó không nổ thôi, vẫn có thể chăm trước mua. Nhưng nếu mà tuần sau mà nó nổ, bỏ. Anh chị ha, nó nổ thì em nói đừng nói nguyên đảo sau tư vấn. Em nói với anh chị là em đã tư vấn cho anh chị rất nhiều với HCM quanh vùng giá tầm khoảng 26.x. 26.5 hay 26.7 đúng không? Lên vùng giá tầm khoảng 27.5, 27.x tư vấn một lần nữa. Quanh vùng này trước khi nó nổ, tư vấn một lần nữa con nó nổ bỏ nó bổ nó nổ thì bỏ vô cái sắt nghỉ ngơi anh chị ha đó và nếu mà hcm nổ một cái phiên hai viên gì đó nổ gì ha vô sóng em rất tâm đắc với cái mạng cổ phiếu này trong nhóm ngành chứng khoán đó, hôm bữa thì em có chia sẻ với anh chị thêm cái mạng cổ phiếu của thằng à, thằng cts mà đó, cts thì râm khách hàng của em lắm nhưng mà cái mạng cổ phiếu này hết điểm mua thì em có không có chia sẻ anh chị ha đã HCM hey, và CTS là hai cái mặt cổ phiếu chiến lược và hai cái mặt cổ phiếu tập trung ở nhóm chứng khoán thì em cho con cho những chị khách hàng ở trong rơm mua trong dàn này nhưng mà CTS thì đã, đã lên rồi mà em nghĩ là rất nhiều chị nhau tôi xem video của em cũng mua được với cái mặt cổ phiếu CTS này thì anh chị cứ nắm nhưng mà cái mặt cổ phiếu này hết điểm mua bởi vì bây giờ nó về gần kháng cự rồi à, chị ha nó về gần kháng cự rồi thì nói mà nói hơi chém mờ một chút ví dụ như trong tuần sau đi HCM CTS nó nổ Lỡ nó có một cây nổ xịt nông khó coi nó nên làm không nói cái cổ phiếu này nữa bởi vì cái mặt cổ phiếu này nó đã lên rồi nó là lên sát cái vùng kháng cự phía dưới ở ví dụ như ngày hôm nay nó chỉ mua đây ở ví dụ như trong tuần sau nó chỉ mua nhiều lúc cái mặt cổ phiếu nó nổ rồi chị đưa vào nó có một cái nổ xịt đó à, thì nó cũng hết coi đó nên là thằng xe em em với em nha thì em không chia sẻ với chị trong cái video ngày hôm nay nhưng mà em vẫn rất kỳ vọng trong tuần sau ct nó có thể vào sóng nó có thể vào sóng và nó sẽ vượt đỉnh à, nhưng mà với cái mặt cổ phiếu này chị bảo không mua nữa nha không bảo không mua nữa đó thì em không không chia sẻ với chị nhưng mà em vẫn, em vẫn rất kỳ vọng cổ phiếu này đó, à, ví dụ màu tiền này rồi test lại này, ngày nay hồi lên này, test cung này, tuần sau nổ ra ca. Đã nên là với những cái mặt cổ phiếu, em chia sẻ với những chị HCM và CTS nắm giữ thật chặt và chờ một cây nổ trong tuần sau. Là gì ha? Đã với CTS thì không mua nữa nha, nhưng mà với HCM thì em chị và anh chị vẫn có thể canh mua nếu mà nó không nổ. Tức là nếu mà trong tuần sau mà chưa nổ thì vẫn có thể canh mua con này, còn nổ bỏ. Ok gì ha? Rồi cổ phiếu số 2 thay cho thằng CTS hôm bữa thì em chia sẻ với anh chị CT có nhiều chị mua được thì cũng xin chúc mừng tất cả các anh chị mua trong những cái vùng phía dưới đó vậy mua trong những cái vùng phía dưới anh chị mua được thì cũng rất là ok nhưng mà với những anh chị nhỏ chưa mua được với CT đúng vậy mà trong cái video ngày hôm qua thì em đã chia sẻ với anh chị với cái cổ phiếu nào rồi và ngày hôm nay em biết rất nhiều anh chị mua được cái cổ phiếu này quanh vùng giá tầm khoảng 28 anh chị có nhớ là em nói với mờ bé đâu nó quay được về nền á đây nó có thể là một siêu phẩm bởi vì sao? Bởi vì em nói với anh chị là một cái mặt cổ phiếu nó có quay về nền. Anh chị nhớ một cái câu thần chú cho em này. Những cái mặt cổ phiếu đánh về dạng về gãy nền rổ mà nó quay được về nền nha. Ít nhất nó sẽ về lại cái đỉnh cũ của cái chiếc hộp trước khi mà nó gãy. Luôn nhớ phải giúp em một cái câu đó với một cái phơm gãy nền rổ. Nên với MBS ngày hôm nay mà anh chị nào canh mua vùng 28 là đẹp nhất. Và anh chị thấy ngày hôm nay nó về đúng vùng giá tầm khoảng 27.8 không? Em nói với chị ngày video hàng qua anh chị nhớ không? Cứ MBS là về gần 28 anh chị mua cho em. Bởi vì sao? Bởi vì bản chất nó đã quay được về nền rồi. Mà quay về nền là gì? Test lại biên dưới đúng chị những cái mà cổ phiếu đánh gãy nên rủ chị em đã chia sẻ với anh chị mẫu này rất là nhiều luôn đánh đi trang anh chị thấy bữa giờ các mà cổ phiếu đánh đi trang không nó quay về này nó sẽ test về lại nè công cái test Cung. nè quay về này nè rủ này test Cung này tuần sau nổ đó nên là nếu mà chị nào mua về sát thủ nha phải mua ngày hôm nay nếu mà mua về dạng sát thủ gọi là gọi là sát thủ gọi là kinh điển trên thị trường thì phải mua ngày hôm nay và em biết là rất nhiều anh chị nhà đầu tư mà xem video của em ngày hôm qua đã mua được ngày hôm nay em thích những cái điểm test em thích những cái điểm test loại em thích mua những về những cái một những cái mà cổ phiếu vùng hỗ trợ bởi vì đoạn này em không ưu tiên những cái mà cổ phiếu mua những cái điểm nổ vậy không ưu tiên những cái mà cổ phiếu mua điều nên nhưng là nên là những cái điểm này anh chị phải mua được à, nên là với những anh chị nhà tư xem cái video đều của anh ngày hôm qua thì rất nhiều chị nhà tư anh chị đã mua được ngày hôm nay rồi thì cũng ok và trong tuần sau nếu mà quanh tham chiếu anh chị vẫn có thể lấy quanh tham chiếu vẫn có thể lấy anh chị ha nổ bỏ đó thì mờ bé ít nhất về ba còn nó có vượt được hay không á tùy không biết anh chị ha nhưng mà ít nhất về ba thì từ quanh vùng này về mốt cũng được lại cũng rất ok thì em cũng kỳ vọng với những cái mặt cổ phiếu em chia sẻ với anh chị ví dụ như là HCM, CTS và MB thì đây sẽ là những cái mặt cổ phiếu mà tập trung đánh trong dòng này với những cái mặt cổ phiếu dòng chứng khoán ok anh chị ha nên là với dòng chứng anh chị nốt là hai mã đầu tiên là HCM thứ hai là MB đã, nhưng mà em cũng nói thêm là bởi vì với nhiều cổ đông anh chị CT thì kỳ vọng trong sau có một cây trần nhưng mà CT thấy điểm mua đó thì anh chị theo dõi MB với lại HCM ha rồi cổ phiếu hai cái cổ phiếu cùng nãy giờ là Nam Kim đúng không Nam Kim một này À, HCM2 này, à, MBS3 này đúng không? Hai cổ phiếu cuối cùng là hai cái mặt cổ phiếu dòng dầu khí là BVS. Anh chị ha, BVS anh chị nào ngày hôm nay anh chị có mua được không? Hôm bữa thì em có chia sẻ với anh chị BVS vào cây này đúng không? Tức là trong cái video ngày hôm kia thì em có nói với anh chị là trong cái buổi ngày hôm sau, buổi ngày hôm sau tức là buổi ngày hôm qua anh chị, cái mặt cổ phiếu BVS nó sẽ té lập Nó sẽ có giá đỏ bởi vì em đánh với những cái mặt cổ phiếu dầu khí này rất là nhiều rồi nè. Tức là sao? Tức là cái mặt cổ phiếu nó sẽ có một cây nổ lên sau đó nó sẽ có một cây chuẩn lại thì cây chuẩn lại này là cái mua đúng không em chia sẻ với chị trong những ngày em nói gì này ngày hôm qua giá đỏ này ngày hôm nay giá đỏ sao không mua đúng không có, có anh chị nào mua được cổ phiếu BVS ngày hôm nay không em biết là rất nhiều chị mua đúng vậy rất nhiều chị mua được ngày ngày hôm qua với trong ngày hôm nay rô lắc đúng không thì đó là những điểm mua bởi những cái mặt cổ phiếu dầu khí tức là với riêng những cái mặt cổ phiếu dầu khí thì nó hay nổ lên cây rồi nó chuẩn lại một hai cây rồi nó sẽ nổ tiếp đó, nếu là với những cái mặt cổ phiếu như BVS, em kỳ vọng trong tuần sau nó sẽ có một cây một cây một cây tăng để nó bắt đầu vào sóng. Và cái đỉnh của thằng BVS là cái đỉnh thời đại nha vậy Đỉnh của BVS là đỉnh thời đại tức là nó không có một cái vùng tức là nó không còn một cái vùng kháng cự thời đại nào nữa. Nên là nếu mà BVS mà nó vượt đỉnh trong tuần sau là nó sẽ bay xa. Đó, nên là với những cái chị nào cổ đông mua được BVS ngày hôm qua và mua được trong lúc lắc ngày hôm nay thì kỳ vọng trong tuần sau chúng ta sẽ có một điểm vào sóng với vì với, với, với BVS bởi vì nhóm dầu khí thì cũng đã có rất nhiều những cái mặt cổ phiếu đi lên rồi ví dụ như vận tải dầu khí thì có BVB nó đã đi lên đã tức là đây là một cái mặt cổ phiếu nó thiên về vận tải nhưng mà nó cũng là một những cái mặt cổ phiếu nằm trong nhóm dầu khí anh chị xếp nhóm dầu khí hay là nhóm vận tải thì cũng được nhưng mà cái mặt cổ phiếu nó cũng đi lên này. hoặc là những cái mặt cổ phiếu như BVT này cũng đã đi lên này những cái mặt cổ phiếu như BVB cũng đi lên BB vào ba cái ba cái phiên tiền cực kỳ mạnh đã thì sắp tới những cái mặt cổ phiếu ở dưới nó sẽ mờ, mờ đi lên theo Ok anh chị ha. Thêm chia sẻ với anh chị BV và cái điểm mua của BV là trong cái nhịp rung lắc ngày hôm qua và trong cái nhịp rung lắc ngày hôm nay thì anh chị đã mua rất ok. Với BV thì em không không có chia sẻ với anh chị điểm mua nữa anh chị ha. Mà anh chị chia sẻ với anh chị cổ phiếu này trong tuần sau nó có thể có một cây tròn. Nó sẽ có một cây tròn. nên là với những chị nào cổ đông BV kỳ vọng một cái điểm nổ trong tuần sau. Ok anh chị ha. Đó. với BV thì không còn điểm mua nhưng mà chia sẻ với anh chị như vậy. Đó, và cổ phiếu cuối cùng là BVC. Đó, BVC nếu anh chị quan tâm có thể quan tâm với cổ phiếu này quan vùng này bởi vì BVC nó vẫn đang đi từ dưới lên nó giống như nam kim á để nói đơn giản á, là những cái mặt cổ phiếu như S, BVS hoặc là những cái mặt cổ phiếu như BVB hiện tại nó giống như là những cái mặt cổ phiếu như VGS hoặc là F, hoặc là SMC gì đó vậy chị. còn thằng BVC nó giống như nam kim á. tức là những cái mặt cổ phiếu nó đi ngang này gãy nên rổ và quay về lại nền test lại thì ngày hôm nay nó có một cái test cung anh không ạ thì cái bản chắc BVC giống như nam kim thì nếu mà anh chị nào không mua được BVT không mua được BVB không được mua được BVS thì có thể mua BVC để trong tuần sau ăn một cây trần với cái cổ phiếu này ăn một cây trần trong tuần sau ăn một cây trần ok chị nhìn BVD như này BVD cũng được BVD cũng được anh chị cũng ok nha BVD hoặc là BVC cũng ok đó nên là chị theo dõi những cái mặt cổ phiếu dầu khí như vậy về em nghĩ là về điểm mua đó thì mới là BVC hoặc là BVD em nghĩ là trong tuần sau nếu mà nó không nổ nó chuẩn chuẩn quanh tham chiếu chuẩn chuẩn vài cây thì anh chị vẫn có thể theo dõi với những cái cổ phiếu này chị lại nhưng mà nếu em nghĩ là về cái mặt phơm các kiểu thì em thích bvc thì thường nó có thể nhảy hơn nhảy hơn thì hôm bữa thì em có chia sẻ với anh chị là bv anh chị mua rồi thôi bảo qua thì với con này thì không được con để mua nhỉ nhưng trong tuần sau thì em kỳ vọng những cái mặt cổ phiếu như bvs bvd bvc nó có thể có những cái cây trần đó. nên là với những chị nào cổ đau nhóm dầu khí thì trong tuần sau chúng ta có thể kỳ vọng những cái điểm nổ với những cái mặt cổ phiếu nhóm dầu khí anh chị ha còn điểm mua thì mình là đâu đó có thể còn bvc những cái con này tức là BVC ngày hôm nay nó mới chỉ tết cung thôi tức là nó đi ngang này nó gãy nền rũ này Mùi tiền là quay về lại tết cung á thì bản chất ngày hôm nay nó chỉ là một cái tết thôi đúng chưa lên gì lắm đâu anh chị ha đỉnh cũ nó tận tầm khoảng là 16, 17 thì nó chỉ cần ngày hôm nay tết tuần sau có thể nổ nên là chị nên quan tâm có thể mua con này cũng được luôn đã thêm chia sẻ với chị thằng BVC với nhóm dầu khí Ok anh chị ha đó thì đó là một số những cái mặt cổ phiếu chia sẻ với chị trong cái video ngày hôm nay nó là những cái mặt cổ phiếu nào có thể có năm cây trần trong tuần sau À, 5 cái mặt của phiếu đó nó là Nam Kim là 1 này. HCM là 2 này. Đó, à, chia sẻ lại anh chị ha. Nam Kim là 1 này. HCM là 2 này. Đó. MBS là 3 này. CTS là 4 này. Đó, BVS là 5 này. BVC B, BVC là 6 này, BVD là 7 tức là 6 7 mà có những cái mã cổ phiếu em kỳ vọng trong tuần sau nó có thể có những cây trần. Nhưng mà với những cái mã cổ phiếu nó kỳ vọng nó có thể có những cây trần như vậy á sẽ có những cái mã cổ phiếu nó sẽ hơi khó mua và có thể là không mua được. Ví dụ như là CT anh chị không mua được nữa. Nhưng mà chị có vẫn có thể mua HCM với lại MBS. Nam Kim chị vẫn có thể mua được. À, BV anh chị khó rất không mua được nữa. Nhưng mà với BVC hoặc là BVD anh chị vẫn có thể còn điểm mua nếu mà nó chuẩn quanh năm chiếu hoặc là có những cái vùng giá đỏ trong những cái phiên nhật đầu tuần thì anh chị vẫn có thể tham gia với những cái mã cổ phiếu như vậy. Đó, nhưng mà nếu mà em chọn nha thì bởi vì bvs thì em đã em đã mua rồi và những chị khách hàng cũng đã có những cái mã cổ phiếu rồi đó, mà mà thật sự ví dụ như hiện tại thì cũng hơi khó mua với thằng bvs nãy thì em bữa thì em chọn cho chị một mã rồi và nếu em chọn một cái mã cổ phiếu nào thì em sẽ chọn thằng bvc giữa bvd và bvc thì em vẫn đâu đó vẫn đâu đó thì em nhìn thằng thằng bvc em sẽ thích hơn thằng này một chút xíu thích nhất là bvs nhưng mà nếu mà khoảng hai thì em vẫn thích bvc hơn chút đó, nên là nếu chị chọn những cái mã cổ phiếu dầu khí chị vào thì chị có thể theo dõi bvc để chị vào Ok, đó thì đó là một vài mã chị theo dõi. Đó, nói tới là ví dụ như BVC này, uh, HCM này, MB này, Nam Kim. Đó một vài cổ phiếu như vậy. Đó để anh chị theo dõi đi mua. Dạ rồi, ok ha. Thì em chia sẻ với anh chị một góc nhìn như vậy với rất nhiều những cái mã cổ phiếu đoạn này. Đó, em chia sẻ với anh chị những cái mã cổ phiếu nào có phơm, Có form rõ ràng mà nhịp đây đa phần là gãy nền rũ. Thứ nhất là gãy nền rũ ngắn hạn và thứ hai gãy nền rũ về mặt trung hạn. Ví dụ những cái mã cổ phiếu như HCM đó anh chị, đây là vàng dạng gãy nền rũ về mặt về mặt nền tảng mà nó hơi lớn á. Chứ không phải những nền tảng ngắn đâu. Nền tảng tầm khoảng 3 tháng hoặc là những cái mặt cổ phiếu như thằng Nam Kim nền tảng gãy nên rũ tầm khoảng 6 tháng hoặc là những cái mặt cổ phiếu như BVC nền tảng gãy nên rũ tầm khoảng 5 6 tháng, tức là đây là những cái nền tảng dài gãy nên rũ. Đó thì đó là những cái form rất là đẹp. Thì anh chị cũng có thể theo dõi để anh chị theo theo dõi trong tuần sau. Ok anh ha. Đó và hy vọng thì chúng ta sẽ có những khoản lợi tốt với rất nhiều những cái mặt cổ phiếu chia sẻ với anh chị trong cái video ngày hôm nay. Và nói là một nửa thì nếu anh chị mua làm gì làm nha. Nó nổ thì đừng có mua. Đó, em vẫn tâm niệm trong này Nếu mà nhịp này anh chị mua anh chị ha, thì anh chị đừng nên mua điểm nổ phải mua làm sao trước khi nó nổ anh chị ha ngoài trừ một số những cái mặt cổ phiếu dạng đặc biệt ví dụ trong nhóm khách hàng thì em vẫn chia sẻ với những chị khách hàng của em những cái mặt cổ phiếu dạng đặc biệt tức là cây đó anh chị có thể mua nổ nhưng mà cái đó là em sẽ cập nhật ở trong lượng khách hàng bởi vì còn trên video á, thì nhiều lúc là anh chị không cập nhật kịp á, thì anh em cũng không có chia sẻ được đó, nhưng mà với những cái mạng về cái tinh thần chung á, thì với những cái mạng cổ phiếu như mbs đi hoặc là hcm nam kim nếu chị có mua ở tuần sau nổ chị phải bỏ nha chứ đừng là đu mà cứ năm sáu tăng trần lên bắt đầu đu giá trần rồi cái mạng cổ phiếu nó bị nổ xịt cũng rất là mệt bởi vì đoạn này anh chị xác suất mà cái mạng cổ phiếu nó bị nổ xịt đó là rất là cao đó, nên là làm gì làm phải mua trước khi cái cổ phiếu nó nổ thì hy vọng thì anh chị sẽ có được những cái mặt cổ phiếu tốt nhất cho mình để chúng ta có những cái khoản lãi trong tuần sau thì xin thì em cũng hy vọng là tất cả các anh chị nhà đầu tư đồng hành cùng với kênh nguyên đảo official về hệ thống nguyên đảo official sẽ có những cái khoản lãi tốt và sẽ có những cái mà cổ phiếu nó sẽ ổn nhất sẽ có những cái mà cổ phiếu tốt nhất trong tuần sau đó, thì hy vọng như vậy anh chị ha đó thì cảm ơn chị rất là nhiều đó thì anh chị nào xem video ngày hôm nay thấy hay và giá trị thì anh chị like mạnh giúp em lại thật mạnh giúp em anh vậy và nhấn giúp em một cái nút đăng ký kênh để chúng ta gặp nhau nhiều hơn, để chúng ta gặp nhau nhiều hơn và chia sẻ với những chị nhà tư nhiều cái giá trị và những cái kiến thức hơn cho anh vậy. Bởi vì khi mà em xem video mà em thấy anh chị em thấy anh chị like nhiều và đăng ký kênh nhiều thì em biết video đó anh chị thích. Video đó nó có giá trị với những chị nhà tư, video đó có giá trị với rất nhiều người xem thì sau này em sẽ biết ra những cái video hay và giá trị cho những chị nhà tư hơn nữa. Hoặc là chị có thể để làm một cái bình luận. Đó và còn nếu chị muốn đồng hành cùng em ở trong room khách hàng. Bởi vì trong room khách hàng thì nhiều lúc anh chị sẽ cập nhật kịp hơn hoặc hoặc là nhiều lúc mà anh chị mua được những cái mã cổ phiếu nhưng mà anh chị bán mất đi đúng vậy hoặc là anh chị không biết mua các cái mã cổ phiếu như nào để mua nhà điểm bán như nào hoặc là gia tăng như nào thì em sẽ cầm nhận trong khách hàng đã nên là chúng ta hoàn cùng em thì có thể liên hệ qua hai bạn trợ lý số điện thoại thì mình để dưới màn hình nhắn qua zalo cho hai bạn là bạn trinh và bạn dung là hai bạn trợ lý của em để cuối cuối tuần thì hai bạn sẽ hỗ trợ nhanh nhất để tất cả các anh chị nhậu tư anh chị vào room để chúng ta hoàn cùng nhau sắp tới rồi ok cảm ơn chị rất là nhiều đã luôn theo dõi ok trước khi đi thì chị nhớ like ha like và đăng ký kênh. Rồi cảm ơn anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà trong những cái video của em trong tuần sau. Xin chào anh chị.